Hello, hôm nay mình sẽ làm về một con tướng đó là Scolosus. Đây là một con tướng mà mới được chỉnh sức mạnh. Thì cái mà được chỉnh sức mạnh đó là chiêu 2 và chiêu anti của Colossus. Cái chiêu 2 của Colossus đó thì khi mà các bạn có nghĩa cái thời gian CD của Colossus nó quá quá dài, nên thành ra bây giờ các nhà phát hành này người ta chỉ để khoảng 7,5 giây cho tất cả các cấp thôi. Cái chiêu này ví dụ các bạn lên chiêu CD thì lên cái đồ mà giảm hồi chiêu nó cũng không ảnh hưởng, nó là mặc định là 7,5 giây. Còn cái điều chỉnh thứ hai của Colossus đó là chiêu anti. Cái chiêu anti của Colossus sẽ giúp cho Colossus tồn tại cái thời gian mà có giáp ảo là khoảng 3,5 giây. Ngày xưa có 2,5 mà nó hơi nhanh, còn bây giờ thì 3,5, thì sẽ giúp cho Colossus có khả năng chống chịu nó tốt hơn. Đó đó là cái đợt chỉnh sửa sức mạnh này, thì đây là gọi là đợt buff sức mạnh cho Colossus. Thì con Colossus thì đa số các bạn thích đi thường thường các bạn là cầm DSB. Bản thân mình thì main con này, là đây là một con tướng mà mình leo top đầu tiên, và mình đánh theo lối là mình đánh SB chứ SB chứ mình không đánh theo đi lên top. Nhưng mà có một vài người vẫn rất thích Colossus đánh đi lên top nha, thì mình là một trong những người là cũng rất thích, nhưng mà ngày xưa thì người ta mặc định Colossus thì đi SB hơn. Mà thật sự thì Colossus đi top thì nó không hề yếu tí nào cả, bảo đảm với các bạn nó không hề yếu tí nào luôn. Nên thành ra mình rất thích đánh con Colossus này đi lên top. Ngày xưa thì bị bắt SB miết rồi, và cuối cùng cái tên của mình trên cái lane SB con Colossus này gần như không, sau này gần như không ai đánh luôn. Mà con này đi top thì không hề yếu nha các bạn, nó chỉ tù thôi nhưng mà nó không hề yếu. Và con Colossus này đa số các bạn không để ý đó là đam của nó tính theo phần trăm máu tối đa của bản thân và mau và phần trăm máu tối đa của đối phương. Cái chiêu anti là tính theo phần trăm máu tối đa của đối phương, còn ba chiêu còn lại, hai chiêu còn lại thì tính theo phần trăm máu tối đa của bản thân. Nên con này càng lên càng nhiều độ máu thì nó đam nó càng to. Nói về cái chỉnh sửa này thì sẽ giúp cho Colossus spam chiêu khống chế nhiều hơn, giúp cho Colossus có khả năng đánh gây CC cho đối phương nhiều hơn. Và nó khi mà được spam chiêu được như vậy thì Colossus sẽ khỏe hơn và sẽ giúp ích cho team hơn. Còn cái vấn đề đi top á, thì khi mà các bạn đánh con Colossus này quen rồi á, các bạn sẽ thấy nó cũng, thứ nhất nó cũng không có farm chậm đâu, nó farm hơi cũng khá là nhanh tại nó có chiêu gom. Cái thứ hai nữa là Colossus có hai dạng lõi, có hai dạng lõi để mà các bạn lấy. Một dạng lõi mà đa số tất cả người chơi đều rất là muốn dùng, đó là cái dạng cái lõi ở dưới mình để đó, đó là lõi xanh dương. Còn một dạng nữa đó là dạng đánh gần như là một đốc sĩ luôn, đó là các bạn sẽ đánh lõi cam. Bữa nào mình sẽ làm cái build lõi cam cho các bạn coi. Ý rừng bên kia bị cướp, đi cướp kìa, trời luôn. Rồi khỏe, có bộ rồi. Luna dụ nè. Dụ nè. Ê, pha này mình hên nha. Pha này còn cái nó xuất hiện được các bạn đạp đúng lúc á, chứ nếu không mà mình cũng khó tồn tại cái giao danh lắm á. Ok rồi. Cái chiêu anti của Colossus là các bạn có thể còn giảm được giáp của đối phương, như mình nhớ không làm khoảng 20% á. Khá khỏe. Trừ những con hot pick như là Magic, Falcon thì Falcon thì chắc Colossus đánh đuối á, phải ôm khá là nhiều. Magic cũng vậy. Nhưng mà ở những cái con khác á, thì Colossus hoàn toàn có thể đôi co chiêu được nha. Quay, nếu mà quay top thì Colossus cũng không nên cầm theo, tại cũng hơi khó chịu cho Colossus. Tướng mà đánh chậm chạp rồi đi tù á, là mấy con tướng dạng đó nó khoái lắm. Rồi. Chưa, đồ vẫn chưa khổ. Mình xuống đây mình cố yếu là mình phụ ăn con báo thôi. Trên đó muốn đẩy trụ sao còn đẩy. Cái quan trọng của mình là con báo chứ không có quan trọng cái vấn đề trụ. Trụ trên top lấy sau cũng được. Hất bị móc ngay thẳng trên không trung. Đây là một con tướng có hiệu ứng CC rất là nhiều nha. Nếu mà nói là
Về hướng CC liên hoàn á, thì Colossus không không hề thiếu đâu. Cái Colossus thiếu đó là khi mà Colossus lao vào á, có người đánh chung với Colossus hay không thôi. Còn Dam thì các bạn biết, một con tướng mà đánh theo máu tối đa á, giáp á, thì nó không hề yếu. Nó không hề yếu về Dam. Đánh càng lâu nó càng khỏe thôi. Một biết lên luôn. Chắc này cũng cây mình phải kia vô luôn. Beast thì đánh Colossus không nổi. Tại vì Colossus các bạn biết khi mà ulti á, là trừ giáp nè, đánh theo phần trăm máu tối đa của bản thân, đánh theo phần trăm máu tối đa của đối phương. Và đồng thời á, là có được một cái sẽ tích được một cái nội tại thanh ở dưới đó là 3 lần miễn sát thương. Lần đầu 60% giảm về 40% và giảm về 20%. Thì khi mà Colossus cứ chỏ được một cái chỏ ulti á, là Colossus là có được cái giảm sát thương đó. Nên thành ra ví dụ mà Colossus chỏ được Beast rồi đó, thì Beast cào Colossus không nổi. Thật sự đấy, mình nói cào không nổi. Ok, chạy rồi, chạy rồi. Thôi không được rồi, biến lớn mình chậm, mình đi chậm quá. Rồi mình chậm theo luôn, rồi mất luôn. Thôi ăn tạm đi. Ôi trời, xanh dữ vậy ta. Mình lên đồ càng nhiều máu thì mình đam mình càng to thôi. Tính theo máu đam từ máu tối đa của bản thân mà. Mới lại cái ulti tính theo máu tối đa của đối phương. Nhớ khoảng 5% á. Và nếu mà gom được nhiều thì đánh cái đó xung quanh nó còn bị dính thêm đam từ, cũng tính theo phần trăm máu luôn của đối phương luôn. Nên thành ra con Colossus này nếu như mà lên có nhiều giáp sớm á, thì bất cứ con nào cũng vậy thôi. Thật sự mình nói với các bạn, bất cứ con nào cũng vậy. Nếu các bạn tối ưu farm, các bạn đánh mà tiền của các bạn lên được nhiều đồ sớm, các bạn đánh thì nó con nào nó cũng có cái thú vị riêng hết á. Ví dụ như là mấy con đam to thì các bạn dồn đam nó nhanh, còn mấy con mà lên đánh giáp thì đánh hoài nó không chết. Đó, đó là cái khác biệt giữa lên đam với lên giáp. Thì bản thân mình thì mình chuyên thích đánh những con full giáp hơn. Đánh theo cái đó thì đối phương nhiều khi người ta nghĩ con này không có đam, nhưng thực chất là con này có đam. Cái combo của Colossus mình quên nói, đó là các bạn dùng chiêu 1, chiêu 2 chạy nhanh trước, xong các bạn gom chiêu 1 của các bạn ulti, xong các bạn bấm chiêu 2 lần nữa các bạn ulti nha. Vô luôn. Chỉ cần móc được thôi. Đúng rồi. Các bạn thấy cái lợi hại của giảm sát thương rồi đó. Đó là cái lợi hại của cái giảm sát thương của Colossus. Và cái pha hồi nãy thật ra là mình cũng biết, mình cũng xanh, mình biết là mình tiền đầu tiên rồi, nên ra mình đánh hổ báo luôn. Thứ hai nữa, mình biết cái nội tại của con tướng khi mà mình ti á là mình sẽ có được miễn sát thương thì mình lao luôn đó. Đó là cái cảm cho các bạn cái clip mình về cái cảm nhận của con Colossus sau khi búp đánh được nha, đánh sướng á, tại vì giảm CD nhiều thì các bạn sẽ stun lại rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã coi clip này, hẹn gặp lại clip sau, thưởng thức thôi. Lần này giờ các bạn thưởng thức thôi. Mình chỉ giới thiệu sơ lại về con Colossus để các bạn đánh thôi. Và con này không hề yếu nha. Một con tướng rất nhiều CC, spam CC rất là nhiều. Và điều đó giúp cho các bạn đánh lao vô một trận đấu nó dễ hơn và đánh nó sướng hơn. Cảm ơn các bạn coi clip. Hẹn gặp lại clip lần sau. Bye bye. Beating hearts falling apart, staying.